The clock? No, the clock of five. Hello mọi người, Hailey đang ở chỗ này để Hailey lấy chiếc xe điện của Hailey, nó đã trở về rồi. Giờ chồng Hailey vô lấy. Hôm nay Hailey bệnh mệt quá mà Hailey gắng cố gắng ngồi đây. Hailey mệt quá. For waiting. Oh no, my horse. Does it come with the blue one? Đây, yeah, xe của Hailey đây. Did y'all want to put the blue ones on? We can do it at home, I guess. Okay. It just pops up, right? Yeah, yeah. Really released. Nó là màu đỏ nhưng mà Hailey sẽ thay nó lại màu xanh dương giống như vậy. Đây là cái chỗ chuyên bán những cái xe. Hồi xưa Hailey cũng lấy chiếc xe bằng điện tử ở đây nè. Nhưng mà xe này là mình có thể chạy đi ra ngoài đường, còn xe kia nặng quá thì không có chạy ra được. Oh yeah, can I try to get out? Absolutely, yeah. No, that's what we need to do is, you know, make sure we can take it all apart and put it back together. So, the lever on this side. Okay. And it just lifts up. Yep, that lifts straight up. That's the first part. Then take the battery out. I would say right there. Yep. Perfect. And then you could do that, yep. I would say do that one. And this one I would probably do this one next. And you can see these. They kind of line it up to where there's no green on that one. Oh, the basket just stays on here? You can take the basket off too. Okay. It's like it slides off. Oh, okay. How does it slide off? This one. But I would say this is probably the most hardest thing to do is putting this back together. What I always do is, you know, I'll just try to link it up like that, and then it kind of clips in like that. So yeah, I always unhook it because you just think of these two hooks right there. Line up the green. Yeah, line them up. And it kind of just folds in place there. What's this one again? That's the freewheel right there. Say if the batteries are they die or anything like that. Yep, you can unlock it. Or if you're in an environment where it won't roll easy, you can do that, and it puts it in freewheel. And then you can go back into. You sure? Just test drive it. Ngồi muốn ói. Okay. Hành lái đi, anh ấy thử đi. Yeah. Let me test drive first. She said she's feeling a little sick. No worries. Put the battery in there. That usually goes in pretty easy. Nice and snug like that. Hailey nằm hồi sáng tới giờ. Giờ này 5 giờ chiều luôn. Nằm hồi sáng tới giờ. Yep, just line that up. You might have to pull in the lever. Pull up the lever. Come straight down. Seatbelt. Is this the kind where you have to sit in it for it to work? You could. That's what kind of what the chair is, to move side to side. Mm-hmm. And then it has the throttle on there, and then the speed. Put it out here. Oh, out here? Okay. Oh, anywhere. Anywhere. You know, it's made for indoor and outdoor, but like anything. Thank you.
Haley muốn có chiếc này là để mỗi lần mà đi ra đường, đi shopping thì đi làm gì đó, nó tiện. Còn chiếc xe, cái ghế, mấy cái ghế kia đó, giống như mấy cái ghế ngồi vậy nè, nó mấy cái ghế đó nhà Haley còn đó. Nó cực kỳ nặng luôn á mọi người, nhưng mà không có tháo nó ra từng mảnh được, nó để là nguyên chiếc vậy đó, bự lắm không có tháo ra từng mảnh được. Cho nên Haley muốn có chiếc này để đi shopping dễ, trông Haley khỏi đẩy Haley nữa, Haley có thể tự do đi ra đâu thì Haley muốn đi, hay là chiều Haley muốn dắt con Haley ra ngoài công viên á, chỗ chơi á, thì Haley có thể dắt con Haley khỏi cần phụ thuộc vào đợi chồng Haley về rồi dắt nó đi á. Tội nghiệp nó, lúc nãy nó muốn đi cũng đợi chồng Haley gánh mới dắt nó đi được thôi à, còn mẹ Haley thì không dám dắt nó đi, cho nên nó muốn đi cũng phải đợi. Còn Haley mà có cái này, Haley có thể dắt con Haley đi nếu như nó cần. Nó giờ tháo ra từng mảnh rồi để lên xe thôi à, nó rất là dễ. Hey, chính là làm cái này đợi cũng lâu á, nhưng mà chồng Haley ngày nào cũng gọi điện thoại á, bắt nó gấp 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 gấp, nhưng mà đợi lâu cũng chết luôn. Ghế là lúc trước ấy thì đợi cũng cỡ 6 tháng mới có, lâu lắm. Rồi. Trời ơi, mọi người tin không mọi người, cái ghế điện của Hailey hồi nãy ấy, thì có 2.000 mấy thôi à. Còn cái mà của chồng Hailey đang ngồi á, nó là cái xe lăn thôi à, mà là 5-6 ngàn. Nó cái lâu bình thường là 5-6 ngàn, nó là mắc hơn cái mà hồi nãy cô Hailey có bằng điện. Ngộ ha, chẳng lẽ cái hồi nãy nó nhìn nó cầu kỳ, làm nó nhiều, phải nhiều tiền đúng đúng mà cái này nó lại mắc hơn. Còn mấy cái ghế giống như cô Hailey cao, giống như mấy cái này nè, là mấy chục ngàn á, hồi bữa hình như là 34 hay 36 ngàn vậy, nó bằng một chiếc xe hơi luôn, tiền của nó bằng một chiếc xe hơi luôn, mắc ghê luôn. Xe lăn là mắc á, còn cái này là chỉ là cái xe điện thôi, còn xe lăn hình như lúc nào cũng mắc hơn. Hồi nãy anh này nói vậy, xe lăn là hồi nãy thấy liền đang nói là xe lăn á, anh nói là lúc nào cũng mắc hơn rồi, còn cái hồi nãy có thể chỉ là họ chỉ ghi là tính bằng là xe điện thôi, cho nên nó rẻ hơn. Thấy nó là có máy chạy tới lui, mình tưởng là mắc tiền nhưng thật sự nó rẻ hơn mấy xe lăn. Ngộ ha. Thế là muốn mua cái mà thấy chồng thấy đi là ngồi á, nó nhẹ, nhìn nó nhẹ mà nó đơn giản. Nó đó đẹp. This one then. Hey, but this is better for you because you can bring it places and you can PT in it. It's kind of big, it's like 18 inches. Yeah, it's a little bigger. I have seen people throw these in the back of cars, you know, like a little SUV. Yeah. Just take the wheels off and. Okay, that's something for another day. Hello cô chú, bây giờ mới lấy cái xe cho phố xài á, ở đây nè, Access Medical. Cái xe này nó vừa ở ngoài sau cái xe của mình đó, nó fit vậy. So xếp lại, I mean, yeah, xếp cái này xuống, tháo cái này ra với cái cột pin ở đây nè, nó vừa hết. Xong lúc nào đi chợ mua đồ ăn á, thì để mấy cái góc này nè, lúc nào đi về San Francisco thì để quần áo ở ngoài, mấy cái bọc quần áo ở đây nè, mấy cái giỏ quần áo. Ok, bye. Go meow. And now I'm my cat. You're a doggy. Woof woof. 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 Roof. 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 Roof
okay, you're not that cold, Lexi. We got about 45 minutes to get to the house, Kong. What the heck? I know, I'm so sorry. She knows more English than me now, babe. What did she say that you don't know? I mean, I learned those word glitching from her before. And there's more, a lot of words I don't know. I'm surprised she knew glitching. Yeah. That's scary. Hey, Lexi, what's Grandma doing? She's sleeping. Oh, what's the doggies doing? They're boring. They're in the crate? Yeah, they're in crate. Okay. I think they miss Mommy and Daddy too. We'll try to hurry, go home and get you guys, okay? Hey, I saw all your friends at school. I want to see it. Oh, it's too late. Daddy already drove by them. But maybe one day you can go say hi to them. But I can't say hi to them because I can't go to school. You can stand outside the school and say hi. Oh. And okay. If you want to go in, then let me know. I'll take you inside. And my friend's house? Yeah, and then you can go to your friend's house after school. It'll be fun. But I'm not going to go to school. Okay, well, if you want to one day, just let me know. But we can stand outside and look at your friends play. Okay. Okay. Are you hungry? Yeah. Or did you eat with Grandma? I want cheese fries. Come on, cheese fries, huh? I want french fry. Come on, french fry, huh? Yeah. Okay, come to daddy. Yeah, daddy, damn french fry, to come. Yeah, because I love french fry. Okay. You love daddy too? So bye. Say bye. Okay, bye. Bye. I'm gonna press a red button myself, okay. So bye. Bye. Kết thúc một bữa hôm nay của Hailey. Giờ này là Hailey ăn chỉ là một dĩa rau với chao thôi mọi người. Bữa thường thường buổi tối thì Hailey ăn đơn giản vậy á, như ăn bắp, ăn trái cây hoặc ăn đơn giản vậy nè. Chứ Hailey không thể nào mà ăn cơm nổi, không ăn không vô. Tại vì thường á, bệnh của Hailey nó hành Hailey á, chiều khoảng 5 giờ chiều là bắt đầu nó hành Hailey rồi. Nó hành Hailey tới khuya khoảng 1-2 giờ sáng á, nó mới bớt dịu lại. Cho nên nó ăn không vô đó. Thì cái này cải làng nè mọi người, rất là ngon. Mẹ Hailey xào cực kỳ giòn, giòn khrúm luôn á, ăn rất là ngon luôn á. Tại Hailey ăn, Hailey review xíu cho cả nhà mình nha. Mà rau này là Hailey cực kỳ là không có thích ăn rau này là Hailey không thích ăn lá nha mọi người. Hailey không thích ăn lá. Hay ăn cái củ thôi, lá bỏ hết. Thấy là cầm tay trái nó rung. Không quen tay trái, quen tay phải nữa. Rất là ngon và giòn ha.
cực kỳ giòn và ngon. Chó Haley cũng thích ăn tại vì giòn á. Ngon. Con UK Star chấm miếng chao nữa. UK chấm miếng chao rất sốc. Đây là phần trên của nó nè. Ủa chấm chao ngon mọi người. UK nghe không? Chấm chao ngon quá. Thật chao. Bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khỏe. Hẹn mọi người vào video kế tiếp nha. Hồi chiều ra lấy xe điện về á, thật sự là Haley không có thèm, giống như không thèm ngồi lái nó luôn á mọi người. Giống như là bệnh quá không thèm lái nó luôn, ngồi không nổi luôn á. Haley bắt chồng lái rồi để lên xe rồi, rồi giờ nó vẫn còn trên xe Haley chứ không có đem vô nhà luôn á. Bệnh quá không thèm nó luôn. Nó bệnh dữ lắm luôn, không thèm luôn. Mong đợi ngày nào cũng đợi, ngày nào cũng chồng gọi hỏi xe em về chưa. Gọi có mấy tháng luôn, nó phải mấy tháng mà gọi mỗi ngày á, gọi là gọi mỗi ngày á. Đến nỗi mà cái bà mà làm giấy tờ mà để lấy xe điện cho Haley á, bà cũng ghét nó, nhiều khi bà không có bắt điện thoại của chồng Haley luôn á. Rồi giờ có được nó, bệnh quá không thèm nhìn nó luôn, không thèm ngồi, không thèm gì hết, nó chỉ đi theo cho có mặt là cái đó là của Haley thôi chứ không thèm luôn á. Rồi à, người nào mà có muốn ăn cái dao này nha, nhớ là ăn vậy là ngon lắm nè. Đó thì cái này là buổi tối của Haley đơn giản là vậy thôi đó nha. Đó, nhìn dĩ ra nhìn trắng trao nè. Uống sting là còn gì bằng. Bye mọi người, thương mọi người rất nhiều nha. Mọi người hãy đăng ký subscribe cho Haley nha, đừng quên, love you. Haley phải làm cái thủ tục là bye bye mới được. Love you, bye bye. Coi này, chó Haley ăn gao này. Chó Haley ăn gao nè. Ăn không con, ăn đi, bữa con nè, cái này bữa con á. Nó đợi cho rồi nó mới ăn. Khi nào nó biết cho nó mới ăn. Hey Gochu, I love you so much. I love your daughter too. So you know you can subscribe and like and stuff. Hey Go, so I love you and I love your daughter because of your daughter so much. I love you. Subscribe and like it. That bell and it's a time and keep patient. So hi. Yeah.